xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt hôm nay đây là khu Bình Thạnh, con đường Đinh Tiên Hoàng cũng như là con đường Lê Văn Duyệt. Sau bao lần đổi tên thì bây giờ trở lại với con đường Lê Văn Duyệt. Đây là cái hướng đi về cầu Bông. Chúng ta đang đứng đây là khu gần với bệnh viện Bình Thạnh. Hướng này là đến khu Bà Chiểu. Và chiều hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ dạo một vòng ở khu Bình Thạnh này, đi tới một cái khu cư xá ở Phan Đăng Lưu, đó là khu cư xá Phan Đăng Lưu cũng như là con đường Chi Lăng ngày xưa. Khu cư xá nằm ở phía sau cái dãy nhà này nè. Nhưng mà không biết khu cư xá nó có thông ra khu này hay không. Thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi khám phá và rất vui được thực hiện cái video clip này. Nếu mà cô chú anh chị đã từng sinh ra và lớn lên ở khu cư xá Phan Đăng Lưu này thì chúng ta lại có dịp nhìn lại. Đây là khu vực chợ Bà Chiểu. Phan Xích Long hả? Con đi đây nè, Vũ Huy Tấn này đúng không? Ngã ba Vũ Huy Tấn. Con quẹo vô. Rồi đi vô Miếu Nổi rồi đi qua Vạn Kiếp. Hiểu không? Thôi bạn nhỏ hỏi đi ra Phan Xích Long. Đi trong hẻm thì đường nhỏ nhỏ thì đạp xe cho nó an toàn. Chứ ở đây cũng được nè. Đây đi ra Phan Đăng Lưu rồi quẹo qua Vạn Kiếp cũng được. Nhưng mà ở đây đường lớn mà đi xe đạp nguy hiểm. Đây là khu Vũ Tùng. Con đường Châu Văn Tiếp ngày xưa đi ra khu chợ Bà Chiểu. Đây có Lăng Ông Bà Chiểu. Chúng ta sẽ tiếp tục đi ra hướng Phan Đăng Lưu. Bên đây là trường Đại học Mỹ Thuật ngày xưa nè. Trước đó cũng là trường đại học nữa, xưa nữa. Nhưng mà ngày nay thì bỏ hoang rồi. Dạo này đi vòng vòng các con đường thấy người ta hay vẽ cái chữ trên tường á. Thì bán nhau mèo đen. Nhau mèo đen là có tác dụng gì ta? Phải mèo đen mới được hả? Nhau mèo, không biết nhau mèo làm gì. Ở Sài Gòn có nhiều cái sản phẩm lạ mình không có hiểu được luôn á. Người ta bán nhưng mình không hiểu chức năng của nó làm gì. Bên phải là khu Lăng Ông Bà Chiểu nè, khu gia đình ngày xưa, ngày nay quận Bình Thạnh nè, Bình Thạnh giáp với Phú Nhuận. Thì đây là ngã ba Lê Văn Duyệt với lại Phan Đăng Lưu. Đây chúng ta quẹo trái nha, quẹo trái cái khu cư xá Phan Đăng Lưu là phía bên cánh trái của con đường Phan Đăng Lưu đây. Nhưng mà mình không có quẹo trái bên đường được, tại đường ngược chiều, phải qua bên đây rồi mình mới vòng trở lại được nè. Nằm ở trong một cái khu xóm hẻm mà rất là khó tìm nếu mà ai mà đặt hàng shipper đồ đó. Ở trong cái khu này á là chỉ có đứng ở đầu hẻm rồi gọi người ta đi ra đó. Khu hẻm số 1 Phan Đăng Lưu nè, khu cư xá phía sau cái dãy trường học, trường đại học ngày xưa. Ở đây có cái di tích, không phải di tích mà là cái gì có chữ Thành Gia Định đó.
Đó, ngay chỗ góc đường này nè. Không biết ngày xưa là một cái trường tường thành hay sao, hay là cái cột mốc, hay là cái cái trạm gác gì đó. À, bây giờ là khoảng 2 giờ chiều. Ở anh này bán cái đồ thủ công mỹ nghệ, cái rổ, rồi cái đồ múc nước. À, mình tới đây mình vòng trở lại nha. Ở khu cư xá phía sau cái bưu điện nè. Nắng quá. Ở đây chúng ta qua đường, ở bên phải là con đường Lê Trang Long, cũng như là con đường Nguyễn Văn Học ngày xưa, ngay ngã ba Nguyễn Văn Học. À, để xem khu cư xá này ngày nay thì nó như thế nào ha. À, trước giờ em cũng chưa có vô khu này lần nào. Hôm nay sẵn tiện ngày chủ nhật rồi mình cùng đi khám phá đó. À, nếu mà có thông tin gì đó sai sót thì mong bà con cô bác thông cảm nè, cùng góp ý. Ở bên kia là nhà truyền thống quận Bình Thạnh, ủy ban quận Bình Thạnh. À, phía bên đây là khu cư xá. Chúng ta quẹo phải vô khu cư xá nè. Khu này phía sau cái trường đại học mỹ thuật, một trường đại học Võ Quang lâu lắm rồi. À, đây là những cái khu xóm hẻm và địa chỉ nó cũng hơi là khó tìm. À, đây có khách sạn Phương Thảo, Phương Thảo Ngọc Lễ. À, vô đây là cô hẻm này em cùng hay đi ra ở đâu đây? Vô đây mà ai mà không có quen địa chỉ ở đây là như tìm xỉu luôn á. Đây là khu 1B cư xá Phan Đăng Lưu. Một B, 7B, 7H. Ở cư xá này thì vắng vẻ ha, yên tĩnh. Ba H, 5 bit, 5 y. Ồ, nhà có cây mận nè. 8 y. Rồi đường cùng luôn. Ồ, đây nhà đẹp quá trời. À, đi lòng vòng ở các khu này thì khu xóm thì nếu mà có anh chị nào mà có ý định mua nhà ở các khu xóm thì mình cũng có cái thông tin để hình dung, để tham khảo một cái khu nào đó. À, bên cạnh những ngôi nhà mới xây thì cũng có những ngôi nhà xưa vẫn còn cái hình ảnh của ngày xưa. Đây là khu 1K, 1D, 2K, 2G. Ở gần đây thì cũng có một cái cư xá nữa, cư xá Đoàn Thị Điểm. Ủa, cư xá gì? Không phải Đoàn Thị Điểm mà là cư xá Trung Mạnh Trinh.
Khu này chắc là đụng cùng quá. Khu lô O với lô M. Bên kia là đường cùng. Qua đây là lô M. Bên phải là M, bên trái là Y. Ủa, bên trái là L. Trong đây theo những hình ảnh trên bản đồ thì có một cái cửa hàng gốm sứ của Nhật, bán đồ gốm sứ Nhật. Này cũng mới xây nè, đẹp nha. Ở nhà ở Sài Gòn thì đa phần là gọn gọn thôi, chứ không có lớn lắm, nhưng mà giá trị rất là cao. Qua đây là Luger, cái cửa hàng gốm sứ nào của ta, bán chén dĩa bình rồi đó. CD, F, O nữa đó. O mà O có dấu ha, dấu O chứ không phải là O. Ở đây gần với khu chợ Bà Chiểu. Ta quẹo qua đây là lô B. Lô D, bên trái là D, bên phải là C. Ồ, chạy vòng các lô đây. Cũng có nhiều căn nhà người ta để cho thuê quá. Bên kia là lô K. Trong này như nãy mới đi qua rồi phải. Lòng vòng cũng mấy lô này. Có nhà mới, có nhà cũ, có nhà để trống. Đa phần là những căn nhà xây mới hết ha. Những cái nét cư xá ngày xưa hình như là ta thấy không còn. Chắc là chủ nhân của cư xá ngày xưa chắc là đã không còn ở đây rồi. Bún chả Dana, quán bún chả, hệ thống bún chả Dana, các món ăn miền Trung Đà Nẵng, cơm Hải Nam. Ở đây là khu phía sau trường đại học. Ở đây có một cái khu hẻm nữa nè. Không biết nó có thông ra đường Vạn Kiếp được không. Qua đây là lô B. À, vô đây là cuối đường rồi. Cây sung quá trời trái luôn, như cây bông giấy này hết hồn.
dọn là quay trở ra thôi. Khu khu cư xá này là khu đường cùng, không có thông đi đâu được hết. Nên ở đây chúng ta chạy vô đây là đi lòng vòng trong khu cư xá thôi, chứ không có đi lòng lọc ra ngoài được. Mình tưởng đâu là thông tới Vạn Kiếp hay là chợ Vạn Kiếp luôn á chứ. Đây phía sau cơ quan bưu điện. Rồi giờ chúng ta đi trở ra hướng về chợ Bà Chiểu. Không biết khu này có quen thuộc với cô chú anh chị trên kênh không, không biết có ai ở trong khu, trong cái khu cư xá này không. Ra đây là đường Phan Đăng Lưu rồi, cũng như là con đường Chi Lăng ngày xưa. Hướng này là đi thẳng về ngã tư Phú Nhuận. Chúng ta quẹo phải rồi. Quẹo phải hướng này là ra khu chợ Bà Chiểu. Rồi sẵn đây mình đi một vòng chợ Bà Chiểu rồi đi về luôn ha. Bên đây là đường Lê Văn Duyệt về hướng chợ về hướng cầu Bông. Mấy lúc trước em cũng có đi ngang đây, cũng có quay khu trường Hồ Ngọc Cẩn. Nhưng mà theo lời chia sẻ của chú anh chị thì trường Hồ Ngọc Cẩn không phải mặt tiền ở con đường Phan Lưu này. Bên đây là có hai trường lận. Trường Hồ Ngọc Cẩn nằm ở mặt tiền Lê Quang Định, còn ngay chỗ trường Nguyễn Đình Chiểu này là khác nữa, là có hai trường ha. Không biết có đúng như vậy không. Cái thời của bên Lâm TV thì không có những thông tin ngày xưa cho lắm. Họ quên tới đây là một chiều à. Mình không có quẹo phải vô đường Bùi Hữu Nghĩa được. Nhưng mà con đường Bùi Hữu Nghĩa cũng có nhiều người đi hai chiều. Bữa em lộn tưởng đâu là còn hai chiều mà bây giờ chỉ có một chiều thôi. Chúng ta quẹo vô trong khu lòng chợ đi ha. Chứ đi tới kia quẹo nữa là bị la. Khu chợ Bà Chiểu nè. Nếu ở trong cư xá thì đi chợ rất là gần ha. Đi lại xíu là có chợ lớn, quá trời lớn, đủ các loại rau cải trái cây bán từ sáng tới tối, khỏi lo thiếu hụt đồ ăn. Nên thành ra ở Sài Gòn, ở Việt Nam thì không có cái thói quen dự trữ đồ ăn như là ở các đất nước phương Tây, thì mở cửa ra là có rồi. Chợ bán cả ngày cả đêm, lúc nào cũng có. Trầu cao, trái cây, bánh mứt, chè, muối ớt, muối tôm, quá trời. Có gian hàng chỉ có bán muối thôi đó, xôi, chè, bánh xèo Bà Chiểu. Ở cái quầy này là cái quầy ăn uống nè. Buổi chiều mà làm biếng nấu cơm thì dẫn gia đình ra đây ngồi ăn. Người thích ăn món này, người thích ăn món kia. Đi một vòng thì ai thích món nào tấp vô quán đó. Mỗi quán có một món. Ăn xong rồi cùng nhau đi về. Đây là giao lộ Vũ Tùng. Và tiếp ở khu này luôn. Và khu này là khu chợ cá. Cá tôm quá trời. Cua xay, ốc bu, dưa mắm, dưa cải. À,
đây là con đường Diên Hồng. Con đường Diên Hồng hình như là cũng thông ra Lê Văn Duyệt thì phải. Mấy bữa em đi vô đây nhưng mà đi chưa hết. Giờ mình đi thử ha. Thử tới cuối đường coi có thông ra Lê Văn Duyệt không, cũng như Đinh Tiên Hoàng. Có nhiều cô chú anh chị nói Đinh Tiên Hoàng thì quen, có nhiều cô chú anh chị nói Lê Văn Duyệt thì mới biết. Hai tên đều đúng hết rồi. Sau đây trong đây ngôi nhà trời nóng này sao chịu nổi ta, quá trời mấy tôn, cái vách tôn luôn. Ra đây là đường Bùi Hữu Nghĩa hả, 261 Bùi Hữu Nghĩa, 128 Lê Văn Duyệt. Đây là quẹo trái là ra Bùi Hữu Nghĩa, còn quẹo phải là ra Lê Văn Duyệt hả, 128 Lê Văn Duyệt. Rồi thôi chắc cái video clip này đi vòng vòng khu cư xá Phan Đăng Lưu, rồi thông ra Bùi Hữu Nghĩa, thông ra Lê Văn Duyệt lại, chia sẻ anh chị và các bạn những hình ảnh ở những Bình Thạnh này. Thôi có hẻm Hoàng Hoa Thám nữa hả, sao kỳ vậy, Đinh Tiên Hoàng chứ. Đây là ra Đinh Tiên Hoàng nè, hẻm này là hẻm 128 nè. Tại vì con đường Đinh Tiên Hoàng với lại Lê Văn Duyệt thì cũng đã đổi tên, đổi tới đổi luôn 2-3 lần nè. Nên thành ra các địa chỉ ở trong cái khu xóm người ta cũng chưa có sửa cái bảng, thành ra tên nào cũng đúng nè. Rồi một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Năm TV. Nhân đây cũng xin kính chúc tất cả các anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.